đọc truyện. Ta trời sinh đã là nhân vật phản diện. Tác giả: Thiên mệnh phản phái, tự truyện gốc là Ta. Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 441 tới 445. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn đến gần trong điện, còn không nhìn thấy loại cường giả đó, sau một khắc, liền bị Cố Trường Ca chú ý tới. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn toàn thân phát lạnh, thần hồn cũng đang run sợ, có một loại cảm giác trong ngoài đều bị người nhìn thấu. Lời đồng liên quan tới Cố Trường Ca, hắn mặc dù còn chưa xuất thế, nhưng cũng biết qua một chút. Biết đó là đối thủ cường đại không thể khinh thường rất nhiều thủ đoạn làm hắn sợ hãi Thánh Phục kiên kỵ, cảm thấy hắn ta có lẽ chính là kình địch của hắn trong một kiếp này. Hôm nay muốn tới Trường Sinh Cố gia, thật ra là trong dự liệu của hắn. Nhưng mà, lúc nhìn thấy Cố Trường Ca, hắn liền không nhịn được dâng lên một loại uy áp kinh khủng khi năm đó đối mặt với phụ hoàng. Cảm giác này quá quen thuộc, tựa như đối mặt một vị thần tuổi trẻ vô thượng. Mà cái này còn vẻn vẹn bởi vì cố trường ca đang đánh giá hắn. Loại ánh mắt kia nhìn như tùy ý tự nhiên, kỳ thật lại làm cho người khác trùng mình. Người này, rất khủng bố, so với tin đồn còn kinh khủng hơn. Sở phàm giờ khắc này. Trong lòng đang dâng lên cảnh giác và kiên kỵ. Cũng may nét mặt của hắn khống chế rất đúng chỗ, kinh sợ thể hiện rất tự nhiên chân thực. Bộ dáng này của hắn rơi vào trước mắt mọi người, tìm không được chút kẻ hở nào rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu nhìn đến đổi lại là không ít người bị cố trường ca tán dương như thế chỉ sợ biểu hiện sẽ càng không chịu nổi biểu hiện của gã sai vặt trắng nõn này xem như không tệ sợ bóng sợ gió một trận không nghĩ tới vậy mà lại như thế này một đám cường giả của cửu vĩ thiên hồ tộc lúc này vẻ mặt cũng khác nhau còn tưởng rằng hành vi vừa nãy của doãn mi khiến cố trường ca không thích không ít người phía sau lưng đang toát mồ hôi lạnh nhưng thấy thái độ cố trường ca tùy ý tự nhiên như vậy hẳn là bọn hắn đã suy nghĩ nhiều nói thực ra hiện nay uy thế của cố trường ca khiến bọn hắn tim đập rất nhanh không dám không e ngại doãn mi được cố trường ca cứu xét theo thân phận càng là sư muội của cố trường ca nếu như nàng cùng cố trường ca tiến thêm gần một chút việc này đối với toàn bộ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc mà nói đều là một việc tốt tất cả đều vui vẻ, tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy. Nguyệt Minh không tuy là vị hôn thê của Cố Trường Ca, sau lưng dựa vào Vô Song Tiên Triều, nhưng bọn hắn lại không thèm để ý, dù sao Kỳ Ngộ lúc nào cũng nương theo hung hiểm. Bị Nguyệt Minh không để mắt tới, cũng không phải đại họa gì. So sánh với ôm chặt đùi Cố Trường Ca thì càng không có ý nghĩa. Dù sao trên đời này có bao nhiêu nam tử không phải tam thê tứ thiếp. Doãn Mi đã từng tuy là vị hôn thê của bạch hổ nhất tộc thiếu chủ. Nhưng ở cái thế giới này, việc hủy hôn cũng rất phổ biến, khoan hãy nói đây là bạch hổ nhất tộc chủ động hủy bỏ. Thực lực cùng quyền thế của cố trường ca, khẳng định hắn có rất nhiều thứ mà người thường một đời cũng không có được. Đạo lý này, tuyên cổ lưu truyền, vĩnh viễn không thay đổi. Gã sai vặt này, cũng thật sự không có mắt, vừa rồi không nên để hắn tiến vào doãn mi tính cách dễ mềm lòng cũng nên sửa đổi một chút bây giờ có thể chính là cơ hội tốt cùng trường ca thiếu chủ tiến gần hơn nàng tuyệt đối không nên đi sai nửa bước không ít cường giả cùng tu sĩ thế hệ cũ của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nhìn doãn mi trong lòng đều nghĩ như vậy ý nghĩ rất linh hoạt về phần gã sai vặt bộ dáng trắng nõn kia bọn hắn đã quyết định sau khi rời khỏi trường sinh cố gia liền giải quyết hắn. Bằng không. Để cố trường ca sinh ra khúc mắt đối với Doãn mi thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, sẽ không tốt. Cho dù khả năng này nhỏ đến cỡ nào, cũng phải bóp chết từ trong trứng nước. Đứng lên đi. Ta không thích người khác quỳ nói chuyện với ta, giống như ta lấy thế đè ép người không bằng. Lúc này, cố trường ca lên tiếng lần nữa, không để ý đến ý nghĩ của mọi người trong điện, trên mặt mang theo ý cười nhạt nói, ôn nhuận nhĩ nhã, làm cho người khó tìm tì vết. "Tiểu thư, cả sai vặt có vấn đề gì không?" Một bên khác, Tú Nhi tò mò hỏi. "Một gã sai vặt mà thôi, vì sao đáng để Cố Trường Ca tán dương một câu như vậy?" Vương Tử Tâm cũng nghi hoặc. Một gã sai vặt bình thường không thể phổ thông hơn. Cố Trường Ca tại sao muốn nói những những lời này, dù sao nàng cũng không nghĩ ra. Không biết cũng không có vấn đề vương tử câm lắc đầu thân là người xuyên việt nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng cũng chỉ là có thể kết hợp biết một vài thứ kiếp trước mơ hồ đoán được một ít chuyện thôi nhưng là thiên nữ của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tự hồ đối với cố trường ca có ý tứ ánh mắt nàng mang theo nét cổ quái nhưng mà liên hệ đến việc cố trường ca cứu doãn mi từ trong tay người thừa kế ma công việc này hoàn toàn không ngoài ý muốn từ xưa anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù đã cũ nhưng lại tuyệt đối hiệu quả tu sĩ có ý nghĩ giống nàng số lượng không ít đa tại trường ca thiếu chủ sở phàm nghe được lời của cố trường ca thanh âm có chút phát run đứng dậy hắn cực lực che giấu không dám lộ ra một tia sơ hở ở trước mặt cố trường ca hắn cảm giác bản thân không có bất kỳ bí mật gì giới này tại sao có thể có người trẻ tuổi khủng bố như vậy sở phàm trong lòng run rẩy coi như hắn khôi phục thân phận vốn có cũng không dám tùy tiện trêu chọc cố trường ca mà rất nhanh một khúc nhạc đệm này đi qua rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu cũng không tiếp tục quản nhiều ngược lại là nhao nhao mở miệng hướng về phía cố trường ca thành tâm thỉnh giáo hỏi thăm một chút vấn đề về mặt tu hành cố trường ca mặc mỉm cười giải đáp cho bọn hắn một bộ dáng như người đứng đầu chính đạo trẻ tuổi. Doãn mi thì tự nhiên hào phóng ngồi xuống bên người cố trường ca. Không chút nào quản thần sắc như muốn giết người của Nguyệt Minh không. Một bộ dáng chính là muốn khiêu khích uy nghiêm của chính cung. Liên quan tới việc hai người này minh tranh ám đấu, cố trường ca kỳ thật không để ý, hai người đều biết chừng mực, không có khả năng làm ra việc gì khiến hắn tức giận. Nguyệt Minh không tâm cao khí ngạo, trong mắt dung không được một hạt cát, nhất là không thể để nữ nhân ngoài nàng xuất hiện bên người cố trường ca. Mặc dù biết nữ nhân này không có khả năng trước nàng một bước đạt được trái tim của cố trường ca, mà Doãn mi rõ ràng, nàng hiện tại đối với cố trường ca rất có giá trị. Nếu như Nguyệt Minh không thực sự có can đảm xuống tay với nàng, cố trường ca khẳng định sẽ ra tay ngăn cản. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể khiến cố trường ca chán ghét. Nguyệt Minh không chỉ cần không ngốc, cũng không dám tùy tiện ra tay đối với nàng. Nếu như nàng có dũng khí, vậy trúng ý của Doãn Mi, Nguyệt Minh không một khi bị cố trường ca chán ghét, vậy cơ hội của nàng càng lớn hơn. Không thể không nói, đây là một trận chiến tranh không có khói lửa, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu cũng chú ý tới, trong lòng đều là hâm mộ ghen ghét. Dù là Nguyệt Minh không cũng tốt, Doãn Mi cũng được, đều là thần nữ thượng giới, diễm tuyệt một phương, người ngưỡng mộ vô số. Nguyệt Minh không càng có danh xưng đệ Mỹ nhất Mỹ nhân vô song tiên triều. Sách, gia hỏa này thật sự là xui xẻo. Cố trường ca nâng chén đến bên miệng. Thần sắc hơi có chút bẩn cợt, ánh mắt đảo qua gã sai vặt trắng nõn đang cúi đầu đứng trong một trong góc hẻo lánh. Hắn đã xác định tiền căn hậu quả sự việc. Trong nháy mắt lúc gã sai vặt trắng nõn này tiến vào điện, cố trường ca liền chú ý tới điểm khí vận trên người hắn. Nói thật ra, có thể trở thành gã sai vặt nuôi ngựa cho Doãn Mi cũng là việc không đơn giản. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc dù sao cũng là thái cổ vương tộc nhất mạch. Bất quá hết lần này tới lần khác điểm khí vận của tên này, so sánh với các tùy tùng rõ ràng kém một mảng lớn, thậm chí còn đứng bét. Đây là xui xẻo cỡ nào? Cố trường ca chỉ nghĩ đến một khả năng, gã sai vặt này có thể đã đắc tội khí vận chi tử nào đó, dựa theo nhắc nhở của hệ thống lúc vừa nãy, phàm nhân đoạt xá cường giả, nói trắng ra chính là trao đổi linh hồn một cách thiên y vô phùng. Cho dù là trí cường giả cũng rất khó soi ra điểm dị thường. Mà cái này, tồn tại một phía khác là người bị đổi kia. Cố trường ca đã quá quen thuộc với mô tiếp đoạt xá, chính là một cường giả đột nhiên bị một linh hồn cùi bắp thay thế, sau đó dùng thân thể cùng thân phận của cường giả này, không ngừng đóng giả hắn. Trong loại mô tiếp này, sơ hở rõ ràng nhất, thường thường chính là sau khi linh hồn trao đổi với nhau người đoạt xá sẽ không có trí nhớ của đời trước theo cố trường ca cái này có lẽ chính là cái giá của đoạt xá trước kia cố trường ca không quan tâm linh hồn của vị đại lão bị đoạt xá đã đi đâu mặc kệ là vô thanh vô tức bị chôn vùi hay là bị thôn vệ cũng không quan trọng nhưng hiện tại hắn thấy linh hồn này tự nhiên là trong thân thể vốn có kia cho nên hiện tại trong người gã sai vặt này, kỳ thật đang cất giấu linh hồn nhân vật bị đoạt xá. Thú vị! Mà gã sai vặt này đã thay thế thân phận của hắn, cố trường ca rất nhanh làm rõ ràng hết thảy. Khí vận chi tử mới xuất hiện, hiển nhiên chính là gã sai vặt. Không đúng, là cừu nhân của gã sai vặt này. Có lẽ chính hắn cũng rất khó hiểu, không biết mình vì sao đột nhiên bị người thủ tiêu thân phận, còn biến thành một gã sai vặt nuôi ngựa. Đương nhiên, cố trường ca cũng không có bất luận cảm xúc đồng tình nào, ngược lại hắn còn muốn từ trên người gã sai vặt này, đạt được tin tức hắn muốn. Mà rất nhanh, thọ yến hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Bất quá các phương khách quý cũng không có cáo từ rời đi, không ít thế lực cũng lựa chọn ở lại trường sinh cố gia mấy ngày. Đường xá xa xôi, thật vất vả đến một chuyến, tự nhiên phải tham quan, nhìn nội tình của trường sinh cố gia một chút mà cố trường ca cũng đã rời khỏi đại điện, nhưng ngược lại trong bóng tối vẫn phân phó Doãn mi để nàng nhìn chầm chầm động tĩnh của gã sai vặt này. Đã biết thưa chủ nhân. Doãn mi gật đầu, không có hỏi thăm nguyên nhân. Mà nàng cũng nhìn ra sở phàm có chút không thích hợp, dù sao có một số việc, coi như hắn cực lực giấu giếm, cũng có sơ hở. Nhất là hiện tại Doãn mi có lòng dò xét, càng là rõ ràng hơn. Sở phàm theo cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tiến về nơi trường sinh cố gia an bài chỗ ở cho mọi người. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, thời khắc này Doãn Mi đang lặng lẽ chú ý đến hắn, hắn đang vì rời khỏi tầm mắt của cố trường ca mà thở vào một cái thậm chí có cảm giác như đã chạy thoát một kiếp. Ai biết vừa rồi hắn trải qua quá trình tâm lý như nào? Cố trường ca còn trẻ như vậy, hoàn toàn chính là quái vật, mỗi tiếng nói cử động cũng cho hắn một loại cảm giác tim đập nhanh nhất là sở phàm cảm giác được cố trường ca tự hồ là đã chú ý tới hắn. Hắn hy vọng kia chỉ là ảo giác của mình. Hiện tại hắn chỉ mong thời gian qua nhanh, sớm chút rời khỏi trường sinh cố gia, sau đó nghĩ biện pháp thoát ly thân phận gã sai vặt nuôi ngựa cho Doãn mi đi tìm cách khác. Hôm nay thật sự là gặp được không ít cường giả của thái cổ vạn tộc, nếu như ở trước mặt hắn trước kia, những người này đều phải đối với hắn vô cùng tôn kính. Nhưng hiện tại, sở phàm lại không có tư cách tiếp xúc với bọn hắn chớ nói chi là mở miệng nhờ bọn hắn giúp đỡ mà coi như có nói ra sự thật thì ai sẽ tin tưởng sự tình kỳ lạ như thế đang yên đang lành làm sao có bị người khác thủ tiêu sợ là đầu óc choáng váng đang nói mê sản nếu như muội muội ta danh ngọc ở đây vậy thì thật tốt nàng nhất định có thể nhận ra ta sở phàm tự thì thầm nói hắn tin tưởng vững chắc là bởi vì hắn biết tên tiểu tặc thủ tiêu thân phận của hắn hoàn toàn không có ký ức của hắn rất nhiều việc liên quan tới thời đại trước chỉ có hắn cùng muội muội mới biết được tiểu tặc kia không có khả năng biết mà cái này chính là cơ hội tốt để hắn chứng minh thân phận của mình một bên khác sau khi trở lại cung điện cố trường ca bắt đầu luyện chế khôi lỗi ngụy ra người thừa kế ma công từ trong phủ đệ luân hồi của thiên tôn lưu lại, lấy ra mấy khôi lỗi đại thánh cảnh. Bề ngoài xem, bọn chúng không khác tu sĩ bình thường của nhân tộc là mấy, thậm chí chất liệu cũng rất giống tu sĩ, làn da, xương cốt cũng giống, chỉ là nội bộ có rất nhiều đường vân đen trắng nhỏ bé. Loại khôi lỗi này luyện chế ra, không khác gì sinh linh chân chính. Mà cái này đã dính đến tác dụng càng thâm ảo hơn của luân hồi quy tắc. Cố trường ca không có quản nhiều ánh mắt rơi vào hạch tâm khống chế khôi lỗi. Trên mặt lóe ra huy quan mịt mờ, có từng đầu quy tắc trật tự rủ xuống, giống như là thác nước, có vẻ cực kỳ kinh người. Cố trường ca nhắm mắt, nháy mắt trong thức hải luyện lên một tôn thần chi niệm kỳ dị khó tả. Sương mù màu xám nồng đậm dày đặc lượng lờ mà bao phủ, có vẻ vô cùng thần bí. Ngoại hình vượt xa sự tưởng tượng của sinh linh, liếc mắt nhìn liền khiến cho sinh linh lâm vào mê thất thậm chí điên cuồng vĩnh viễn không dừng lại được. Đây là thuật quan tưởng trong ma công của hắn. Quan tưởng thần chi đến từ khả năng tưởng tượng của cố trường ca. Khác với người tu luyện các loại quan tưởng chi thuật. Cố trường ca tốt xấu gì cũng là người xuyên Việt, tự nhiên hiểu rõ cái gọi là tưởng tượng, là không cách nào nghĩ đến tận cùng, mà cái này cũng đại biểu cho những điều chưa rõ. Không thể diễn tả ở thế giới huyền huyễn, liền mang ý nghĩa không thể nói, bên trong con ngươi của cố trường ca thần sắc yếu ớt có hai màu đen trắng đang hiển hiện giờ khắc này phía sau hắn ẩn ẩn hiển hiện ra một tôn vạn hóa ma thân khí tức đang không ngừng tăng cao đạt đến tình trạng thánh nhân cảnh hư không bắt đầu băng liệt xuất hiện vết nứt yếu ớt nhất bàn tay đánh vỡ tinh thần đưa tay dò xét nhật nguyệt xoẹt sau một khắc hai màu đen trắng đột nhiên hóa thành tuyệt thế tiên kiếm kêu vang dội đi xuyên qua hạch tâm của khôi lỗi, thổi phù một tiếng, thể xác đại thánh cảnh cấp độ đột nhiên vỡ ra một cái khe. Những trận văn bên trong phản phất như được thức tỉnh, bắt đầu rút ra linh khí trong thiên địa. Toàn bộ cung điện cũng bắt đầu giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Cũng may phụ cận rất yên tĩnh, đây chính là nơi Cố Trường Ca tu luyện, được hắn lấy khi thiên trận văn ẩn giấu đi, bất kỳ khí tức gì cũng sẽ không lộ ra ngoài. Ông Bên trong hư không, có khí tức khủng bố đang đang xen từng cái đại đạo bảo bình phù văn, đang nhanh chóng tiến vào khe hở trên thân khôi lỗi kia. Cuối cùng, rất nhiều hắc sắc phù văn. Biến mất bên trong. Nguyên bản khí tức pháp lực thuần túy, giờ khắc này tựa như là quang minh trộn lẫn với hắc ám, lộ ra ma ý khiến lòng người run sợ ma ý, bây giờ ngược lại là cơ hội rất tốt, vừa vặn thừa dịp tất cả đại đạo thống đều tề tụ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Cố Trường Ca hơi híp mắt. Sau đó, hắn gật đầu, đảo qua khôi lỗi trước mắt, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Đại thánh cảnh khôi lỗi trước mặt đã bị khí tức thông tiên ma công của hắn nhúng vào. Đến lúc đó chỉ cần là tu sĩ, cũng có thể cảm nhận được bản nguyên khí tức của nó có liên quan tới người thừa kế ma công. Cố Trường Ca cũng không có ý định dựa vào khôi lỗi này giấu giếm được tất cả mọi người hắn chỉ muốn phối hợp một chút, tạm thời đem ánh mắt thế nhân chuyển rời khỏi trên người của mình. Sau đó, cố Trường Ca tiếp tục làm như vậy, đem một cổ khôi lỗi khác ra, lấy Ma Công bản nguyên nhuộm vào, giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ là nên xuống tay từ ai đây? Trong đầu của cố Trường Ca hiện lên từng thân ảnh. Trong kế hoạch của hắn, lần này người thừa kế Ma Công xuất thế, không chỉ có một người. Giống trước đó Diệp Lăng hiện thân chỉ là một con cờ thôi, loại quân cờ đó tùy thời đều có thể bị ném bỏ. rất nhanh, cố trường ca đem mục tiêu dừng lại trên người xuyên việt đồng hương vương tử tâm. đối với ngoại giới mà nói, vương tử tâm vô cùng thần bí, thực lực của nàng cũng đủ cường đại. vừa vặn có thể chống lại người thừa kế ma công đại thánh cảnh lần này, ít nhất là chống đỡ được đến khi cố trường ca tiến đến nghĩ cách cứu viện nàng mà thân phận ẩn tàng của vương tử tâm chính là nhân tổ điện truyền nhân người thừa kế ma công ra tay với nàng càng hợp tình hợp lý về phần thân phận của nàng vì sao bị người ta biết cái này kỳ thật cũng không quan trọng hiện tại ta cần phải làm là che giấu tai mắt người đời thôi cố trường ca trong lòng đã có kế hoạch không chê vào đâu được sau khi tính toán hết tất cả cố trường ca nhớ tới sự tình bên phía doãn mi người kia là đại nhân vật vô cùng xui xẻo hắn ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Muốn biết thân phận chân chính của tên đó. Ngay lập tức hắn thu hồi hai cổ khôi lỗi này, đem tất cả trận văn bên trong đại điện che giấu đi. Ông! Cố trường ca một bước phóng ra, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất ở trong hư không. Hướng đến dãy cung điện cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đang nghỉ ngơi. Rất nhanh, trong đại điện của một tòa cung điện tráng lệ. Doãn mi đang nhắm mắt tu hành, phát giác được chấn động bên trong hư không. Nàng bỗng nhiên mở mắt. Một tầng gợn sóng khuếch tán, hư không xuất hiện một cánh cửa. Từ trong đó truyền đến khí tức mà nàng quen thuộc. Thân ảnh của cố trường ca từ bên trong đi ra. Chủ nhân. Doãn mi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đêm hôm khuya khoắc, cố trường ca bỗng nhiên đến cung điện của nàng. Việc này khiến mặt nàng không khỏi xuất hiện chút ửng đỏ. Có chút miên man bất định, cố trường ca gật đầu thần sắc vẫn như cũ không khác biệt so với ở trước mặt người ngoài nhưng doãn bi cũng không dám bất kính không dám giống như ban ngày nói lời u oán với hắn xem ra ngươi ngược lại không có lười biếng chăm chỉ tu luyện như thế cố trường ca thuận miệng cười tự nhiên tùy ý tìm chỗ ngồi xuống chủ nhân đêm khuya tới đây là vì sở phàm sao doãn bi rất nhanh đã nghĩ thông suốt hiển nhiên không thể nào đến vì nàng Cố trường ca mỉm cười nói, ta không thể tới vì ngươi sao. Nói xong, đem Doãn Mi ôm vào lòng. Thân thể của nàng rất mềm mại, tựa như nước nhẹ đông đưa. Chính cái đuôi cáo trắng như tuyết xỏa tung ra, đang nhẹ nhàng lắc lắc, có mị lực kỳ lạ. Chủ nhân, Doãn Mi mặc dù biết lời này cố trường ca là thuận miệng nói. Nhưng trong lòng nhịn không được vẫn rất vui vẻ dù sao cũng nói rõ cố trường ca đối với nàng không lạnh lùng giống như trước đây sở phàm là tên của gã sai vặt kia sao cố trường ca càng thêm hứng thú hỏi loại tên sở phàm này xem ra thật sự là tiêu chuẩn thấp nhất của nhân vật chính hoặc là phàm hoặc là trần kiểu gì cũng là nhân vật chính mô tiếp này cũ rồi đúng vậy trước kia ta ở trên đường gặp hắn sắp chết đói sinh lòng trắc ẩn nên thu dưỡng hắn Doãn mi nghe vậy biết cố trường ca bắt đầu nói chuyện chính. Cũng nghiêm mặt giải thích, nói lại lai lịch của sở phàm cho cố trường ca. Sau khi rời khỏi thọ yến, nàng dựa theo cố trường ca phân phó, lưu ý động tĩnh của sở phàm, đồng thời cũng chỉnh lý lai lịch của hắn lại một lần, chính là đoán được cố trường ca sẽ hỏi đến. Cô, hóa ra còn trải qua việc này, vậy mà là ân nhân cứu mạng, thú vị đấy. Xem ra tên khí vận chi tử này, hẳn là có liên quan đến ngươi. Cố trường ca híp mắt. Lúc này mới có chút rõ ràng cái gọi là khí vận chi tử mới, tại sao lại đứng ở phía đối lập với hắn. Mấu chốt vẫn là ở trên người Doãn Mi. Nói thật, cố trường ca đã phát hiện khí vận chi tử ít nhiều gì cũng sẽ liên quan đến người bên cạnh hắn. Tỷ như Long Đằng, mô bản của Long Ngạo Thiên, Diệp Lăng, Củi Mục Cuộc Khởi. Hiện tại là phàm nhân đoạt xá cường giả, sở phàm có phải hay không về sau muốn tìm kiếm khí vận chi tử đều phải lưu ý tới người bên cạnh. Cố Trường Ca khẽ nhíu mày, kỳ thật hắn vẫn thích chủ động gây chuyện hơn, nhưng hắn cũng hiểu rõ, từ nơi sâu xa sẽ có khí vận chi tử xuất hiện, tự như là khí vận của vô số thế giới tụ hội, tùy lúc xảy ra biến hóa. Sau đó quỷ tích của những tên khí vận chi tử kia sẽ giao thoa với hắn. Bây giờ sau khi biết được tiền đề này ngược lại khiến cho cố trường ca có biện pháp tìm kiếm khí vận chi tử mới. Hắn có thể chủ động sáng tạo loại tình huống này. Chủ nhân, trên người sở phàm có phải hay không xuất hiện biến hóa gì rồi? Lúc này, Doãn mi cũng không khỏi tò mò hỏi. Đương nhiên loại lời này nàng cũng biết không nên hỏi nhiều, nhưng vẫn không nhịn được hiếu kỳ. Dù sao chuyện cố trường ca nói hình như có liên quan đến nàng. Sở phàm hiện tại, đã không phải hắn lúc đầu nữa. Cố Trường Ca cười nhạt một tiếng, phân phó Doãn Mi gọi Sở Phàm tới. Lại nói, Sở Phàm hiện tại đang ở cùng chiến tuyến với hắn, dù sao cả hai đều có mâu thuẫn với khí vận chi tử mới. Chỉ là Sở Phàm cũng không có tư cách khiến Cố Trường Ca coi trọng. Giá trị duy nhất chính là để Cố Trường Ca biết vị nhân vật bị đoạt xá, lai lịch rốt cuộc thế nào. Ngay lúc Cố Trường Ca đang suy tư, rất nhanh, Sở Phàm mang theo vẻ mê mang, không hiểu, khẩn trương, thấp thỏm, chờ mong. Rất nhiều tâm tình phức tạp đã bị Doãn Mi dẫn lên. Chủ nhân, sở phàm tới rồi. Doãn Mi cung kính nói, đồng thời đóng cửa nội điện lại, để phòng thanh thế nơi đây, kinh động đến những người còn lại. Ông! Lập tức, toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không biết. Trường ca thiếu chủ, tối nguồn triệu kiến tiểu nhân, là có việc gì sao? sở phàm đứng ở nơi đó thanh âm phát run giống như sắp đứng không vững kinh sợ lo lắng bất an biểu diễn sinh động hình tượng cái gì gọi là tiểu nhân vật hèn mọn cẩn thận từng chút một biểu cảm trên mặt nhìn như vô tội nếu có ngoại nhân ở chỗ này cũng nhìn không ra tí sơ hở nào không thể không nói hắn khống chế cảm xúc rất đúng chỗ cũng là nhân vật không đơn giản nhưng chỉ có chính sở phàm biết rõ thần sắc trên mặt hắn, thực ra đều là thật. Vừa rồi Doãn Mi bỗng nhiên tự mình hiện thân, đi vào chỗ hắn nghỉ ngơi. Nói cố trường ca có việc triệu kiến hắn. Nghe được tin tức này, hắn trực tiếp cứng đờ. Việc này tới quá đột ngột. Thậm chí cũng không có thời gian phản ứng. Lập tức liền khiến sở phàm đơ tại chỗ, tựa như thiên lôi oanh đỉnh, cả người hoàn toàn đều muốn choáng váng. Lúc ban ngày, hắn cũng cảm giác được cố trường ca tự hồ phát giác được điểm dị thường của hắn mặc dù không biết cố trường ca như thế nào phát giác được nhưng cái này cũng đủ kinh sợ rồi sở phàm tự an ủi mình nói đây là ảo giác của hắn nhưng không nghĩ tới tối muộn bỗng nhiên được thông báo cố trường ca muốn gặp hắn nhoáng một phát phía sau lưng hắn cơ hồ bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp tê cả da đầu cố trường ca đang yên đang lành vì sao muốn gặp hắn điều này còn có mục đích gì? Đơn giản không cần nhiều lời. Sở phàm rất muốn chạy trốn cách. Nhưng lấy tu vi hiện tại và năng lực của hắn, đừng nói là trường sinh cố gia, ngay cả Doãn mi trước mắt, đều có thể dễ dàng trấn áp hắn, khiến hắn không thể động đậy. Hắn trốn không thoát. Cuối cùng, không có biện pháp, sở phàm chỉ đành kiên trì, đi vào trong cung điện, tiếp kiến cố trường ca. Hơn nữa, bây giờ hắn nghe thấy cái gì? doãn mi vậy mà gọi cố trường ca là chủ nhân lúc ấy trên đại điện nàng không xưng hô như thế xem ra bí mật của cố trường ca so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn ngẫm lại một số lời đồn phía sau lưng hắn càng phát lạnh ngửi được chân tướng nào đó liên quan tới người thừa kế ma công cái này khiến sở phàm càng sợ hãi run rẩy đừng nói bây giờ hắn chỉ là gã sai vặt nuôi ngựa thân phận trước kia ở trước mặt trước cố trường ca cũng kém xa. Lúc này, sau khi đem tất cả cảm xúc của Sở Phàm Thu hết vào trong mắt, Cố Trường Ca không nhanh không chậm đem nước trà trong chén uống xong, thần sắc mang theo nụ cười hơi mỉm. Sau đó, mới lên tiếng nói, "Không biết đạo huynh xưng hô như thế nào?" Lời này vừa nói, con ngươi Sở Phàm đột nhiên co rụt lại, biểu cảm thay đổi. Giờ khắc này, cả người giống như hoàn toàn bị xé ra, tất cả bí mật đều lộ ra bên ngoài không dư thừa chút nào mặc dù bí mật này với hắn mà nói hắn ước gì không có cố trường ca nói câu này có thể nói vô cùng đơn giản trực tiếp không quanh co lòng vòng lập tức đã nói rõ lai lịch của sở phàm trực tiếp khiến biểu cảm của sở phàm không khỏi trở nên đắng chát đến nay hắn vẫn còn không làm rõ bản thân vì sao biến thành như thế này mà cố trường ca làm thế nào biết được tất cả nghĩ tới đây trong lòng sở phàm bỗng nhiên sinh ra cổ hy vọng không chừng cố trường ca có thể giúp được hắn dù sao thân phận và quyền thế của cố trường ca ở chỗ này rõ ràng hắn ẩn chứa năng lượng cực lớn cho dù là thái cổ vạn tộc bây giờ cũng phải cân nhắc một chút cố huynh thật sự là mắt sáng như đuốc việc này cũng bị ngươi phát hiện không biết cố huynh làm sao nhìn ra được sở phàm không khỏi cười khổ mở miệng nói dùng ý chí lực cường đại ép buộc bản thân tỉnh táo. Nhưng đối mặt với cố trường ca, còn dưới thế cục này, đừng nói tỉnh táo, hắn nói chuyện có thế không phát trung, đã xem như lợi hại rồi. Nhưng một loại khí chất ở trên vị trí cao đã lâu. Theo hắn mở miệng, vẫn lộ ra tự nhiên. Xem ra quả nhiên là biến thành người khác. Doãn mi không khỏi giật mình. Trước lúc này, ai biết cả sai vặt của nàng, đột nhiên trở thành một người khác, cái này làm cho người ta kinh ngạc làm sao nhìn ra được cũng không quan trọng nụ cười trên mặt cố trường ca không thay đổi tiếp tục nói đạo huynh lẽ nào không định giới thiệu bản thân một chút sao ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng không muốn như này loại người bị đoạt xá khẳng định vô cùng khó chịu đang yên đang lành ai nguyện ý đột nhiên từ một lão đại trở thành một nhân vật bé nhỏ vô danh chứ Cố huynh chẳng lẽ có biện pháp giúp ta? Nghe vậy, thanh âm Sở Phàm đột nhiên cao lên, rất là vui mừng, bộ dáng kích động, khó mà giữ vững bình tĩnh. Nếu như Cố Trường Ca thật sự có thể giúp hắn khôi phục thân phận vốn có, Cố Trường Ca bảo hắn làm cái gì, hắn đều sẽ bằng lòng. Đạo huynh còn chưa trả lời vấn đề của ta. Cố Trường Ca nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, thu lại ý cười. Cảm xúc Sở Phàm biến đổi phía sau lưng phát lạnh lúc này mới phản ứng được hiện tại không phải lúc hắn thỉnh cầu cố trường ca giúp hắn cố trường ca chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn giúp hắn thế giới này không có chỗ tốt thì ai nguyện ý đi làm trừ phi thật sự là người tốt không màng báo đáp hiển nhiên cố trường ca không thể nào là loại người này điểm này sở phàm cũng rõ ràng cho nên vì để cố trường ca nhìn thấy giá trị của hắn để cố trường ca biết thân phận chân chính của hắn sở phàm bắt đầu mở miệng không che giấu chút nào nói ra toàn bộ lai lịch của hắn hắn không ngốc hiện tại hắn không có gì cả ngoại trừ ký ức đó cái gì đều không còn nữa cho nên ở trước mặt cố trường ca hắn căn bản không có vốn để đàm phán ngay từ đầu đã xác định chỉ có thể do cố trường ca quyết định vận mệnh của hắn không dối gạt cố huynh ta tên là doanh sương thật ra là con ruột của doanh thiên hoàng từ xưa đã một mực được phong ấn đến thời đại này luôn ở thiên hoàng điện tu luyện chưa từng rời khỏi nơi đó ngày thường ngược lại cũng nghe đồn không ít tin tức từ ngoại giới liên quan tới chuyện của cố huynh càng là hiểu rõ hơn ta vô cùng khâm phục hận không thể sau khi xuất thế đến đây đi theo cố huynh nguyện vì cố huynh ra sức làm trâu làm ngựa nghe đến mấy câu này doãn mi ở bên cạnh đôi mắt đẹp cũng mở to có vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới dòng chính của doanh thiên hoàng đã từng thống trị thái cổ vạn tộc, bây giờ lại biến thành bộ dáng như thế. Tin tức này một khi truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn đến sóng to gió lớn, ai dám tin tưởng mọi chuyện là thật. Cho dù là nàng tận mắt nhìn thấy, lúc này cũng cảm giác trong đầu ông ông, khó mà tin được. Người này vậy mà là thiên hoàng tử sau lưng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chính là thái cổ vương tộc nhất mạch nàng cũng quan tâm đến tin tức của thiên hoàng tử hiểu rõ người này là con đẻ của doanh thiên hoàng đã từng có thiên phú rất xuất sắc nhưng mà lại bị cha hắn niêm phong dự định để hắn ở đời sau phá phong cùng đông đảo vô thượng thiên kiêu tranh phong trăm sông đổ về một biển dốc sức đoạt danh hiệu đệ nhất vạn cổ nàng thật sự không nghĩ tới sẽ gặp thiên hoàng tử trong tình huống như thế này nhất là thái độ nịnh nọc lấy lòng kia đối với cố trường ca. Ở trước mặt thái cổ vạn tộc, thân phận thiên hoàng tử, không khác gì hoàng tử nhân tộc, vô cùng tôn quý. Vậy mà lại là thiên hoàng tử, suy nghĩ của cố trường ca kỳ thật không khác so với Doãn mi nhưng cân nhắc của hắn rõ ràng nhiều hơn, cũng chính là hiện nay thiên hoàng tử đang tu hành ở bên trong thiên hoàng điện. Thật ra chính là gã sai vặt mà Doãn mi trước đó từng có ân cứu mạng loại chuyển biến thân thận cực lớn này, ngược lại phù hợp với cách đoạt xá hắn biết. Chỉ thiếu chút nữa đoạt xá đại đế cổ, trực tiếp ở vạch đích. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 446 tới 450. Thật thú vị, vậy sau khi gã sai vặt kia đảo mắt trở thành thiên hoàng tử, chỉ sợ hắn đối với Doãn Mi cũng sẽ có ý tứ, cứ như vậy, không khỏi kéo theo cả mình vào cuộc. Vẫn là khó tránh khỏi khung sáo cũ, nhưng sâu bọ chung quy vẫn là sâu bọ đổi thân phận liền vọng tưởng trở thành chân long cũng thật là buồn cười coi như nguyên chủ ở trước mặt ta cũng chỉ là côn trùng không nhảy nhót được mà thôi sau khi hiểu rõ mọi chuyện thần sắc của cố trường ca đột nhiên trở nên lạnh lùng giá trị của tên sở phàm hắn thấy cũng chỉ có ngần này thôi hỏi ra những thứ này đã để hắn xác định sở phàm hiện tại ngoại trừ ký ức ra cũng không nhiều thủ đoạn nếu không, hắn cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Sở phàm trong nháy mắt này cũng đã nhận ra điểm không đúng, biểu tình kịch biến. Không tốt. Thần sắc hắn tuyệt vọng, muốn trở mình. Ông. Nhưng cố trường ca một trưởng rơi xuống, hư không lập tức đổ sụp, một đạo trưởng ấn màu đen nhánh rơi xuống, che đậy hết thảy. Trong nháy mắt đem hắn bắt lấy. Đạo huynh tính toán đến đâu rồi? Cố trường ca nhàn nhạt hỏi. Cố trường ca ngươi có thể hay không đừng giết ta, ta có thể thề, tất cả nghe theo ngươi, bất kể là chuyện gì khuôn mặt sở phàm khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, vô cùng tuyệt vọng. Mặc dù hắn đoán được bí mật của cố trường ca, nhưng hắn đối với cố trường ca căn bản không có uy hiếp gì. Phúc! Nhưng mà, cố trường ca không để cho hắn nói xong. Một chữ này rơi xuống, thân thể sở phàm lập tức nổ tung. Nhưng bên trong huyết hoa đầy trời, có một đại đạo bảo bình màu đen nhánh hiện ra, chìm chìm nổi nổi, cắm rễ ở trong. Thần hồn của Sở Phàm bị Cố Trường Ca luyện hóa hấp thu, đọc được rất nhiều ký ức của hắn. Những mảnh vỡ bên trong thần hồn có rất nhiều truyền thừa tích lũy cùng bảo thuật kinh văn của doanh thiên hoàng, bao gồm cả quy tắc cảm ngộ vân vân. Đối với Cố Trường Ca mà nói, có chút ít còn hơn không, chủ yếu nhất vẫn là ký ức vốn có của Sở Phàm, khiến hắn cảm thấy hứng thú dù sao có những ký ức này dùng để thôn vệ hấp thu mảnh vỡ thần hồn trong tay hắn hắn có thể dễ dàng sáng tạo ra một khôi lỗi thiên hoàng tử hoàn toàn do hắn khống chế loại thủ đoạn đoạt xá này bản thân cố trường ca cũng không có thủ đoạn có thể khiến nó biến trở về sở phàm hiện tại chỉ là một gã sai vặt không có tác dụng gì đoán chừng còn biết bí mật cố trường ca tự nhiên không cần thiết giữ hắn lại về phần gã sai vặt đoạt xá thiên hoàng tử kia Cố trường ca căn bản không có để ở trong lòng. Mà hắn thấy, đây vừa hay cũng là nhân tuyển tốt nhất để thay hắn tiếp tục cổng nồi. Nếu có người hỏi chuyện gã sai vặt này, thì nói hắn phát rồ, không biết tung tích. Cố trường ca dặn dò Doãn mi, sau đó cũng lập tức rời khỏi đại điện. Vân thưa chủ nhân. Doãn mi gật đầu, bắt đầu thu dọn khí tức lưu lại bên trong đại điện. Loại chuyện này, nàng vô cùng quen thuộc. Hiện tại Thiên hoàng tử khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp tìm được cả sai vặt, đem hắn thủ tiêu đi, nếu không hắn sẽ ăn ngủ không yên. Cố Trường Ca vừa vặn thuận tay giúp hắn xử lý, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lo lắng đánh rắn động cỏ. Bằng không nếu đem hắn hù dọa một trận, khiến hắn không dám lộ diện, sẽ không tốt. Rất nhiều truyền thừa của doanh Thiên hoàng cần phối hợp huyết mạch, nhưng chút thần thông của Thiên hoàng Sơn cũng không chịu ảnh hưởng này. Sau khi trở lại cung điện của mình, mắt cố trường ca không khỏi nhíu lại. Rất nhanh, hắn kết hợp mảnh vỡ thần hồn của thiên hoàng tử, luyện chế ra một phù văn thần bí phát ra quan hoa mịt mờ, sau đó đem luyện vào bên trong khôi lỗi đại thánh cảnh trước đó. Bên trên cái phù văn thần bí này, có lưu lại khí tức của thiên hoàng sơn. Thế này ngược lại có vẻ càng hoàng mỹ hơn. Cố trường ca có chút hài lòng gật đầu, hắn cũng không trông cậy tất cả mọi người đến lúc đó đều sẽ tin tưởng mục đích chủ yếu nhất vẫn là cố tình bày nghi trận một số người hoài nghi một số người sẽ tin tưởng dù sao như thế nào cũng không thể hoài nghi đến trên đầu hắn cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian hiện tại còn kịp rất nhanh cố trường ca nhìn về ánh trăng phía ngoài cửa sổ hắn thấy hiện tại là thời cơ thích hợp nghĩ tới đây Cố trường ca nhìn về phía dãy cung điện của trường sinh vương gia đang ở, trong ánh mắt của hắn, có phù văn trắng đen nhàn nhạt lưu chuyển, rất nhanh xác định vị trí cung điện của vương tử tâm. Ông! Đột nhiên, cố trường ca khoát tay, cổ khôi lỗi đại thánh cảnh vừa nãy trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không. Thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh lùng vô tình, bị một tầng quan mang quỷ dị bao phủ, từng phù văn bao vây lấy, giống như không có chút sinh mệnh ba động nào. Đi thôi." Cố Trường Ca thản nhiên nói. Nói xong một phù văn lớn chừng bàn tay rơi vào trong tay cổ khôi lỗi này. "Vâng, chủ nhân." Sau một khắc, cổ khôi lỗi đại thánh cảnh này dựa theo phân phó của hắn, trong nháy mắt đi qua hư không. Thu liễm khí tức đáng sợ, tựa như một đoàn sương mù màu đen, nhanh chóng tập sát cung điện vương tử Câm. "Vương tử Câm, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng, phải chống đỡ đến lúc ta tới cứu ngươi đó nha." nhìn về hướng kia thần sắc cố trường ca bắt đầu trở nên hứng thú vừa rồi phù văn mà cho khôi lỗi chính là phong trấn phù mua trong thương thành của hệ thống trong một khoảng thời gian cam đoan sẽ phong trấn tám phương không cho khí tức gì truyền ra ngoài cho nên cố trường ca căn bản không lo lắng lại bởi vì một trận đại chiến kinh khủng khiến khí tức giao chiến truyền đi mà hấp dẫn cường giả khắc xuất thủ cứu người trước hắn một bước dù sao thời gian hắn đã tính toán kỹ vương tử tâm là tu vi chuẩn thánh cảnh đối mặt với một khôi lỗi đại thánh cảnh hẳn là có chút thủ đoạn đối phó sẽ không nhanh chóng bị chụp chết ánh trăng mịt mờ trường sinh cố gia đặc biệt vì thọ yến lần này an bài cho trường sinh vương gia một chỗ nghỉ ngơi một tòa đại điện vàng son lộng lẫy cực kỳ rộng rãi vương tử tâm ngồi xếp bằng đã đổi về cách ăn mặc của nữ tử trên người bạch y như mây mù búi tóc rối tung trên mặt Hoàng Mỹ không tì vết, thần sắc rất là bình tĩnh, giống như bạch ngọc, lộ ra mỹ cảm kỳ lạ. Từng tia từng sợi thiên địa tinh khí đang dựa theo quy tắc mà bị nàng phun ra nuốt vào hấp thu. Ông. Phía sau lưng nàng, mơ hồ có một tòa tiên môn như ẩn như hiện, chính giữa tựa như kết nối với một phương thế giới thần bí mà mênh mông. Tiên mộc cao lớn, thần dược ngát hương, tiên thú cùng kêu. Đây là thiên phú của nàng bẩm sinh đã có, được gọi là tiên môn hư ảnh. Thời điểm tu hành, trong tiên môn thậm chí sẽ tràn ngập ra tiên khí, khiến nàng một công đôi việc, tiến độ tu hành cách nhanh hơn người khác gấp bội. Hơn nữa, nàng lại là tiên linh thể trong truyền thuyết. Tiên thiên sạch không tỳ vết. Cho nên Trường Sinh Vương gia có không ít lão ngoan đồng đều nói, nàng có lai lịch lớn, rất có thể có quan hệ với tiên vực đã từng biến mất. Chỉ là loại ý kiến này cũng không được chứng thực. Sau khi vương tử câm nghe được, cũng không phải rất để ý, nàng có bối cảnh lớn, chỉ là việc bình thường của người xuyên Việt mà thôi. Lúc này, vương tử câm đang dựa theo thói quen trước kia, yên lặng điều trị khí huyết tu hành, thói quen này bắt đầu từ lúc nàng tu hành, vẫn duy trì cho tới bây giờ. Tính cách nàng có chút vô lại, đối với rất nhiều chuyện, không tranh giành gì cả. Nhưng trên con đường tu hành, nàng vẫn luôn không có buông lỏng. Dù sao xuyên Việt qua, nếu như không trở thành cường giả đứng trên đỉnh cao, vậy thì rất vô vị, có lỗi với lần xuyên qua này của nàng, có lỗi với cơ hội sống lại một lần nữa. Trước lúc này, Vương Tử Câm luôn xem thường rất nhiều thiên kiêu ở đây, dù là tính cách, hay là tu vi, bối cảnh hay gì, cũng không thể lọt vào mắt nàng. Kiếp trước cô đơn, chỉ có thể nằm ở phòng bệnh, dựa vào màn hình, giao lưu cùng một kiếp giới khác vốn nghĩ sau khi xuyên Việt, sẽ không như vậy, chí ít có thế tìm bạn, hay ví dụ lan quân gì đó, nhưng do thân phận, địa vị bối cảnh, thiên phú tu vi. Rất nhiều nguyên nhân. Khiến tầm mắt của nàng cũng bắt đầu cao, bản thân nàng là tuổi trẻ trí tôn của trường sinh vương gia, sinh ra đã là thánh nhân, tu vi cao hơn người cùng lứa, bối cảnh cũng nghiền ép vô số người. Loại tình huống này, cho dù nàng rất muốn nhìn trúng ai đó, nhưng cũng tìm không thấy cho nên vương tử tâm cảm thấy một kiếp này bản thân đoán chừng phải cô độc sống quãng đời còn lại đường tu đạo mênh mông nàng một người cô đơn khi quay đầu đã đứng ở đỉnh cao sau lưng lại không có ai làm bạn đây là ý nghĩ và thái độ của nàng trước tới giờ cho nên rất nhiều chuyện nàng nhìn như hiền hòa tự nhiên nhưng cũng lộ ra thái độ không quan tâm loại tình huống này kéo dài thật lâu thẳng đến khi nàng gặp cố trường ca Vương Tử Tâm mới phát hiện ra loại khác biệt kia ở trên người hắn. Thậm chí từ cách nói chuyện, cách nhìn các loại phương diện, nàng tìm được loại cảm giác quen thuộc đã lâu kia. Chủ yếu nhất là, Vương Tử Tâm cảm thấy mình mặc dù là kẻ để ý bề ngoài, nhưng khẳng định không có khả năng vừa thấy đã yêu. Dù sao bên trong thế giới huyền huyễn này, thiên kiêu nào bề ngoài sẽ kém chứ? Qua nhiều năm như vậy, gặp bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt Lúc tu hành ở Nhân Tổ Điện, có bao nhiêu kẻ theo đuổi ngưỡng mộ. Lòng nàng đều không dao động. Nhưng nàng lại không biết vì sao, đặc biệt thích nhan sắc của Cố Trường Ca, lúc ấy gặp hắn nói cười ung dung áp bách toàn bộ tiên cổ long tộc, trong lòng nàng kỳ thật giống như là bị một mũi tên bắn trúng cái bịch một cái. Nàng biết đó là cảm giác động tâm. Nghĩ nàng Đường Đường là một người xuyên việt, thân phận. Tu vi ở thế giới này không ai sánh kịp. Vậy mà cũng có lúc như này. Điều này khiến Vương Tử Tâm bắt đầu xem lại chính mình. Quả nhiên nàng đối với những nhân vật chính phái kia là không có cảm giác. Bởi vì trên người Cố Trường Ca, nàng thấy được sự mới lạ mà trước đó chưa từng có, cho nên nàng mới có thể hiếu kỳ đối với Cố Trường Ca, sinh ra hứng thú, sau đó cho tới bây giờ, càng có cảm giác không rõ với hắn. Giống như mê mang chồng chất. Vương Tử Tâm cảm thấy tiếp tục như thế này nàng người xuyên việc này có lẽ thật sự có ngày trầm luân vào đó. Trước lúc xua tan từng lớp sương mù trên người cố trường ca, việc đầu tiên nàng muốn làm, chính là nhìn thấu tu vi của cố trường ca. Nhìn không rõ tu vi của hắn, hẳn là do ta tu hành chưa đủ. Vương tử tâm khẽ nói, trong lúc nói chuyện cùng cố trường ca, nàng có thể cảm giác được thái độ qua loa của hắn, rõ ràng không phải rất để ý đối với mình, nhưng lần nào cũng phải lộ ra thần sắc mỉm cười bộ dáng ôn tồn đó thật ra ẩn giấu đi một bộ mặt lạnh lùng vô tình dù sao trước đó rất nhiều người theo đuổi dù là ngoài sáng hay là trong tối đều vô cùng ngưỡng mộ nàng thái độ cực kỳ ân cần không giống như cố trường ca rõ ràng không có cảm giác đối với nàng nhưng vẫn muốn giả vờ ôn nhuận như ngọc mặc kệ ở kiếp trước hay là hiện tại đây tuyệt đối là loại nhân vật phản diện nàng thích nhất theo tình huống trước mắt ta vẫn không nên động vào hắn Vương tử câm nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, từ trạng thái tu hành lui ra. Bây giờ nhìn như nàng đã rất quen thuộc cố trường ca, nhưng nàng hiểu rõ, đây chẳng qua là biểu tình quen thuộc trước mặt người ngoài. Trong lòng cố trường ca suy nghĩ cái gì, có quỷ mới biết, xem ra ta xuyên không đến thế giới này, cũng hoàn toàn không phải là thuận buồm xuôi gió, nhưng như này mới thú vị, trong con ngươi trong suốt của vương tử câm bắt đầu có ánh sáng lóng lánh lần đầu tiên cảm thấy hứng thú như vậy ở thế giới này thật vất vả mới nhìn thấy người có thể làm cho nàng động tâm nàng tự nhiên phải nghĩ biện pháp úp sọc hắn cố trường ca có hôn ước thì thế nào thân là người xuyên việt nàng chẳng lẽ còn đấu không lại một vị hôn thê của hắn sao hả bỗng nhiên đang suy nghĩ những chuyện này vương tử tâm khẽ nhíu mày một cái cảm giác được một loại khí tức không ổn theo đó là cảm giác băng lãnh và sát ý làm người sợ hãi nàng từ trên giường đứng dậy người nào vương tử tâm sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt đảo qua khắp nơi trực tiếp quát lạnh nói phản ứng đầu tiên của nàng là kẻ đến không có ý tốt dù sao cổ sát ý này không hề che giấu chút nào phô thiên cái địa giống như một mảnh hải dương mãnh liệt muốn đem nàng bao phủ bên trong dù là hư thần cũng tốt chân thần thiên thần hoặc là thần vương cũng được, lúc này đều phải run rẩy. Khí tức của thánh cảnh Vương tử câm nhíu chặt mày, cho dù là nàng đã bước vào cánh cửa chuẩn thánh cảnh, cũng có thể coi là tu sĩ thánh cảnh. Nhưng rất rõ ràng, cổ khí tức này, không phải tu sĩ thánh cảnh bình thường, thánh nhân. Chí thánh hay là đại thánh trong lòng vương tử câm bỗng nhiên sinh ra một cổ mù mịt nàng không nghĩ tới trên địa bàn của Trường Sinh Cố gia, vậy mà sẽ có người dám ra tay với nàng? Không sợ bị người phát giác sao? Ta vừa mới rời khỏi nhân tổ điện, tại sao lại có người muốn giết ta? Vương Tử câm nhíu mày nhìn lại. Nàng không biết mình đắc tội với ai, lẽ nào là cừu nhân của Trường Sinh Vương gia để mắt tới nàng? Một cổ uy áp kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại điện, khiến rất nhiều khí cụ đều rung rẩy lên thậm chí trận văn khắc trên mặt đất cũng đang phát sáng. Ông một thân ảnh cao lớn được quang mang nồng đậm màu đen bao phủ, thoáng chốc đã đi tới bên trong đại điện. Tựa như ma thần từ địa ngục trở về, cuồn cuộn ma quang, khí huyết khiếp người. Hai con người đặc biệt lạnh lùng, lộ ra ý tứ rét lạnh vô tình, nhìn nàng tựa như nhìn một người chết. Ngươi là người phương nào? Dám gây chuyện ngay dưới mí mắt của Trường Sinh Cố gia? vương tử tâm lạnh lùng quát hỏi đồng thời trong lòng trầm xuống đại thánh cảnh lấy thủ đoạn bây giờ của nàng không phải là đối thủ của cường giả tầng này bây giờ bên trong trường sinh cố gia cường giả đông đảo trước tiên không nói nội tình trường sinh cố gia đáng sợ như thế nào ẩn giấu bao nhiêu tồn tại chí cường trong cung điện ngay bên cạnh nàng vẫn đang có rất nhiều cường giả của trường sinh vương gia cùng đi tham gia thọ yến Vương Tử Câm không hiểu, cũng rất khiếp sợ. Người này rốt cuộc là ai, dám hiện thân đến giết nàng? Trừ phi là điên rồi, hoặc là đầu óc choáng váng, có vấn đề. Theo mệnh lệnh của chủ nhân, đến đây lấy mạng ngươi. Cổ thân ảnh cao lớn đen như mực này phát ra thanh âm băng lãnh vô tình, hắn tựa như tới từ cửu u địa ngục, mang theo sát khí quét sạch thiên địa vạn vật. Quy áp của đại thánh cảnh, u u nghiền ép xuống, ngay cả những ngôi sao ở vực ngoại cũng có thể bị hắn dễ dàng chấn nát chủ nhân vương tử tâm rõ ràng bắt được từ ngữ này trong lòng nàng không khỏi cảnh giác một vị đại thánh cảnh vậy mà xưng hô người kia là chủ nhân vậy hắn rốt cuộc có thân phận gì lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến nơi này rất có thể là đã ẩn nấp trong đám tân khách của trường sinh cố gia thừa dịp bóng đêm đen kịp lúc này mới động thủ với nàng nghĩ tới đây. Thần sắc Vương tử tâm lạnh lẽo, tu vi của nàng mặc dù chỉ có chuẩn thánh cảnh, không thể nào là đối thủ của đại thánh cảnh. Nhưng nàng cũng không có loại cảm giác đối mặt với nguy cơ sinh tử, dù sao động tĩnh ở nơi này một khi truyền ra, tất nhiên sẽ kinh động rất nhiều cường giả tới. Việc nàng cần phải làm là trì hoãn đến lúc cường giả khác cảm giác được ba động nơi này, từ đó đến đây cứu viện nàng. Không tốt, nhưng sau một khắc nét mặt của nàng đột nhiên xảy ra biến hóa, có chút chấn kinh và ngoài dự đoán. Làm sao có thể? Ông! Một phù văn vô cùng thần bí mà phức tạp, từ bên trong hư không nở rộ, ngay sau đó một tầng ba động kỳ dị, trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại điện. Mê vụ nồng đậm, từ bốn phương tám hướng dâng lên, thiên cơ cũng hỗn loạn, trở nên hoàn toàn mơ hồ. Lúc này, trừ phi nàng dựa vào thực lực cường đại đánh bại tên đại thánh cảnh này, hoặc là lấy pháp khí phá vỡ mảnh không gian này, nếu không một lát nữa có phát sinh đại chiến, thanh thế kinh người như thế nào cũng không có khả năng truyền ra ngoài. Ngay cả bí bảo này cũng chuẩn bị xong, xem ra sớm đã tính toán kỹ hết thảy, muốn động thủ giết ta. Sắc mặt vương tử câm trở nên có chút khó coi, cho mày lại. Rất nhanh, nàng liền hiểu rõ hết thảy, trong tay ngọc đột nhiên nhiều thêm một món bí bảo cường đại hôm nay tất có một trận ác chiến thiên phú của nàng có cường đại tới đâu cũng không có khả năng ở chuẩn thánh cảnh đánh bại được đại thánh cảnh đây quả thực là chuyện viễn tưởng đối phương muốn giết chết nàng giống như giết một con kiến mà thôi chủ nhân sớm đã dự liệu hết thảy người chống cự cũng vô dụng hôm nay cứ ngoan ngoãn chờ chết đi dám ảnh hưởng đến chủ nhân Thế gian này tất cả mọi người đều sẽ chết, đầu tiên là ngươi, sau đó sẽ là Cố Trường Ca, nói xong, hắn ra tay xuất thủ, bàn tay lớn hướng phía trước đánh ra, hư không nứt toác, vừa dứt lời liền động thủ muốn giết Vương Tử Tâm. Một kích này chính là lực lượng cực hạn của quy tắc, chỉ là để phòng bị những người còn lại biết được, nên thanh thế không quá lớn. Nếu không uy áp của đại thánh cảnh, tùy tiện có thể vỡ nát tất cả, chớ nói chi là chân chính động thủ chủ nhân của ngươi là ai? Nghe thấy lời này, nhất là nghe được tên của Cố Trường Ca, ánh mắt Vương Tử Tâm không khỏi khẽ động, sau đó hừ lạnh nói, ngươi cũng đã biết thân phận của ta, một khi bị thế lực phía sau ta biết được, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đồng thời, nàng tế ra một chuỗi ngũ thải cốt châu vô cùng rực rỡ. Từng hạt châu to như trứng ngỗng, phát ra bảo quang lấp lánh, giống như một mảnh tinh thần từ vực ngoại bay tới năng lượng ba động kinh người hào quang màu đỏ nở rộ tạo thành một bức họa tinh thần hoa văn lan tràn giống như là một vùng ngân hà rủ xuống khí tức hào hùng lúc này liền đem toàn bộ hư không bao phủ đáng sợ dị thường đây là một kiện bí bảo thánh cảnh không nói có thể đối kháng với đại thánh cảnh nhưng để trì hoãn một thời gian hẳn là có thể nghĩ như vậy nhưng trong lòng vương tử tâm vẫn có chút lo lắng trận ám sát này đối phương rõ ràng đã sớm có mưu đồ ngay cả loại thiên phù văn vô cùng trân quý cũng lấy ra che đậy động tĩnh ở đây nhìn như vậy giống như là đã sớm dự mưu mà mục tiêu của đối phương ngoại trừ nàng còn có cố trường ca tên của chủ nhân ngươi không xứng để biết thân phận của ngươi đã định trước đời này sẽ chết trong tay chủ nhân không đáng để lo bóng người cao lớn đen kịp cười lạnh nói bàn tay lớn tùy tiện liền xé rách mảnh tinh đồ này. Phanh phanh phanh, từng viên quốc châu nở rộ rồi nổ tung, từng sợi xích hà vỡ nát ở trong hư không. Chỉ là vừa ra tay, hắn liền tùy tiện hủy đi bí bảo của Vương Tử Câm. Có liên quan với người thừa kế ma công. Lúc này, Vương Tử Câm bỗng nhiên nghĩ thông suốt, liên tưởng đến người thừa kế ma công kia, phía sau lưng có chút phát lạnh. Đồng thời biểu tình của nàng càng thêm băng lãnh. Vậy mà trắng trợn ẩn núp đến trường Sinh Cố gia, muốn tới ám sát nàng. Lá gan này thật sự quá lớn rồi. Hơn nữa, thân phận của nàng rất có thể đã bị đối phương biết. Sau lưng người thừa kế ma công, khẳng định có tổ chức gì đó, tuyệt đối không chỉ có một người. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thân ảnh hắc sắc cao lớn vẫn cười lạnh như cũ, bàn tay lớn ù ù đánh qua, sương mù bành trướng lộ ra vẻ trêu trọc kiểu mèo vần chuột tự hồ không vội giết chết vương tử tâm muốn để nàng tuyệt vọng chậm rãi tra tấn các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện dù sao cũng là cấp độ mạnh nhất dưới chuẩn chí tôn thực lực như thế muốn giết một tu sĩ chuẩn thánh cảnh nhẹ nhàng như giết con kiến thôi cơ hội tới rồi thấy đối phương cũng không vội giết chết bản thân trong đôi mắt vương tử tâm bỗng nhiên lóe lên tinh quang thân ảnh vội vàng lui về sau đi. Lần nữa tế ra rất nhiều pháp khí, muốn chống cự. Từ xưa nhân vật phản diện đều chết bởi nó nhiều. Không nghĩ tới loại chuyện này thật sự tồn tại. Nàng không khỏi thở vào, chỉ cần kéo dài thời gian, chờ có người phát giác được động tĩnh ở nơi này, nàng liền có thể được cứu. Không đến bước cuối cùng, nàng thật sự không muốn dùng tới ác chủ bài lớn nhất. Mà nàng cũng không xác định được năm đó những lão tổ vương gia ban tặng cho nàng đồ vật kia, có thể hay không ngăn trở được tôn đại thánh cảnh này. Dù sao có thiên kiêu nào vừa xuất thế, liền gặp phải cường giả đại thánh cảnh ám sát chứ. Đổi lại là người khác thì trong nháy mắt đã bị nghiền thành một đoàn huyết vụ rồi. Phốt! Nhưng rất nhanh, vương tử câm phát hiện mình nghĩ nhiều quá rồi, cho dù nàng nhiều pháp khí, ngay cả một luồng khí tức đại thánh cảnh cũng không chống lại được lập tức bị trọng thương, ho ra máu bay ra ngoài. Toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt cũng gãy mất rất nhiều, đây chính là thực lực của đại thánh cảnh sao. Biểu tình của vương tử câm có chút tái nhật. Váy dài trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, đời này cho đến nay là lần đầu tiên nàng chật vật như thế. Lẽ nào hôm nay ta thật sự bại ở nơi này, trong nội tâm nàng bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, có chút không cam tâm thật vất vả gặp được người mình động tâm lẽ nào nộp mạng nơi đây vương tử tâm lập tức nắm chặt một tờ giấy vàng trong tay áo ha ha chủ nhân đã sớm tính toán tất cả hôm nay không ai có thể cứu được ngươi thân ảnh màu đen lạnh nhạt nói khí tức đáng sợ đến mức ngay cả tinh thần đều có thể nghiền vỡ nát tiếp tục hướng về phía vương tử tâm ép xuống lúc điều động khôi lỗi ma tính đi ám sát vương tử tâm cố trường ca liền rời khỏi đại điện một bước phóng ra, xuất hiện ở trên không. Gió đêm đánh tới, quần áo phần phật. Hắn đứng chắp tay nhìn về phía cung điện kia. Một tầng thần quan nhàn nhạt màu trắng đen xuất hiện trong con ngươi của hắn. Một lúc sau, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Quan ảnh quy tắc, thiên địa linh khí lưu động, quy tắc trật tự liên tiếp đều hiện lên trong mắt hắn. Rất nhiều dị động xung quanh phương viên mấy ngàn dặm cũng không gạt được hắn. Nghe được không ít âm thanh tu sĩ nói chuyện trong thiên điện, đủ loại tiếng hít thở lúc tu luyện đều rất rõ ràng. Đây là vận dụng đồng thuật thuộc luân hồi bản nguyên, dù sao thế gian vạn vật cũng khó tránh khỏi sinh tử luân hồi, dưới quy tắc của luân hồi, rất nhiều quỷ tích, đều rất rõ ràng. Về phần xem thấu sơ hở của đối thủ, trì hoãn chiêu thức thần thông của đối phương, càng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ở trong mắt cố trường ca, trừ phi là loại tu vi trí cường giả, nếu không bất kỳ cử động nào xung quanh mấy ngàn dặm, đều sẽ bị hắn thấy rõ. Cho nên, hắn kỳ thật có thể lờ mờ nhìn thấy chỗ cung điện vương tử tâm đang truyền đến dị động. Thời gian còn chưa đủ, hiện tại không phải lúc ta hiện thân cứu mỹ nhân. Cố trường ca mang theo nụ cười thản nhiên, mọi thứ đều được khống chế. Nếu như vương tử tâm bất hạnh bị khôi lỗi giết chết, với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng cho lắm chỉ là sẽ có chút hơi thất vọng hắn đã đánh giá quá cao bản lĩnh của nàng lần này từ trong thương thành của hệ thống đổi tấm phù văn kia đã bỏ ra không ít giá trị thiên mệnh dù sao trường sinh cố gia quá nhiều cường giả không chừng bị lão tổ nào đó phát giác được xuất thủ phá hủy kế hoạch của hắn vậy thì quá không hay rồi nụ cười của cố trường ca nhiều thêm vài phần hứng thú nếu như hắn không đoán sai hiện tại vương tử tâm đoán chừng đang gặp phải hiểm cảnh nếu như sinh mệnh gặp nguy, đoán chừng phải gắn gượng. Vì để vương tử tâm có thời cơ trì hoãn, cố trường ca phân phó khôi lỗi ra tay nhẹ một chút, nhường một chút. Tiếp theo chỉ cần chờ là ổn, ngược lại đáng tiếc cho vỡ kịch này. Rất nhiều màn hay hắn không thể tận mắt thấy. Hắn có chút thở dài, căn bản không có ấy nấy với việc đem tính mạng của vương tử tâm ra tính toán. Truyền nhân nhân tổ điện xuất thế, làm rối loạn bố trí lúc trước của hắn. Hiện tại vương tử câm đến, thêm một vị truyền nhân nhân tổ điện khác sắp hiện thân, cùng với gã sai vặt bỗng nhiên xuất hiện, khiến kế hoạch thay thế nhân tổ của cố trường ca càng thêm phần nắm chắc. Sau đó, cố trường ca cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền một bước phóng ra. Hướng đến phía kia. Hắn cũng không tính làm người đầu tiên phát hiện điểm dị thường, dù sao dưới tác dụng của phù văn ẩn dấu khí tức, trừ phi là cách rất gần chuẩn trí tôn tồn tại, Hắn mới có thể phát hiện ra động tĩnh chiến đấu nơi đó, từ đó hiện thân đi cứu Vương Tử Tâm. Một người trẻ tuổi như hắn, lại có thể cảm giác được bất ổn đầu tiên. chí còn nhanh hơn so với một đám cường giả thánh cảnh. Đây không phải tự tìm hiềm nghi sao? Cố Trường Ca luôn theo đuổi kế hoạch vẹn toàn. Cho nên, hắn không vội. Hắn vẫn rất tin tưởng vào Vương Tử Tâm, thân là người xuyên việt, thân là khí vận chi nữ thân phận địa vị như thế, làm sao chỉ có chút năng lực thôi. Gặp giữ hóa lành, cũng không phải vấn đề gì, huống chi hắn đã phân phó khôi lỗi, tận lực lưu thủ. Nghĩ như vậy, trong mắt cố trường ca bỗng nhiên hơi hiếp. Đến rồi, là lúc ta anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn lộ ra nụ cười, hóa thành thần hồng, nhanh chóng tiến đến phía cung điện kia. Mà trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn biến mất, ngược lại biến thành một bộ băng lãnh sát ý phẫn nộ ngập trời đồng thời âm thanh băng lãnh quát hỏi của cố trường ca vang vọng trong không gian đen kịt cùng đồ to gan dám ngang nhiên ra tay dưới mí mắt của trường sinh cố gia ta muốn chết đạo thanh âm này lập tức liền kinh động đến rất nhiều người ông hắn lập tức xuất hiện ở nơi nghỉ ngơi của vương gia ánh mắt băng lãnh một trưởng đánh về phía cung điện ở dưới chưởng ấn đáng sợ mà sáng chói bột phát ra ánh sáng lòe loẹt tựa như một vòng mặt trời nhỏ nổ tung xảy ra chuyện gì thanh âm này tự hồ phát ra từ miệng trường ca thiếu chủ lẽ nào hắn đang cùng người nào giao thủ sao làm sao lại bỗng nhiên quát lên như vậy không ít tu sĩ khiếp sợ đi ra nhìn về phía thiên ngoại vừa rồi tự hồ là phương hướng trường sinh vương gia có tiếng truyền ra một đoàn tu sĩ trong nháy mắt xuất hiện ở chân trời các phương đạo thống thế lực đều chấn kinh cùng cảm thấy khó hiểu tối muộn trong đầu tất cả mọi người đều là một mảnh mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì phương hướng đó là chỗ vương gia trường ca hắn xuống tay với vương tử tâm sao phương hướng khác nguyệt minh không xuất hiện ở trong không trung ánh mắt bình tĩnh mang theo suy nghĩ thật sâu phản ứng đầu tiên của nàng chính là cố trường ca xuống tay với vương tử câm, dù sao đây mới là phong cách của cố trường ca, muốn mưu đồ chuyện nào đó, không có khả năng kéo dài quá lâu. Bên dưới vòng trời, xuất hiện thanh thế to lớn mênh mông. ầm ầm Dưới lúc vương tử câm đang không ngừng cố gắng kiên trì, cả tòa cung điện bỗng nhiên phát ra thanh âm nhẹ nhàng rung rẩy xuyên thấu qua phù văn truyền ra ngoài. Phù văn bùng lên đầy trời, nhìn vô cùng rực rỡ. Giờ phút này trên người nàng nhuốm đầy máu, khuôn mặt suy yếu tái nhợt, nhưng lại mang theo ý cười thanh thoát. "Ngại quá, ta được cứu rồi." Nàng mỉm cười nói với bóng người màu đen đứng đối diện. "Đáng chết. Ngươi đừng vui mừng quá sớm, coi như ta không giết được ngươi, về sau cũng sẽ có người giết ngươi." Bóng người màu đen phản phất rất không cam tâm, mang theo tức giận nồng đậm. Uy áp đại thánh cảnh, không che giấu nữa, tựa như một mảnh thiên khung giáng xuống muốn đem hết toàn lực giết chết vương tử tâm nhìn tựa như là không nghĩ tới thủ đoạn vương tử tâm lại nhiều như vậy hắn cứ thế bị kéo dài tới bây giờ sau đó để nàng phát hiện một cơ hội đánh vỡ một phần trận văn bí mật của đại điện trong đêm khuya xuất hiện dị động như thế trong nháy mắt kinh động không ít cường giả vương gia bên cạnh cố trường ca phản ứng rất nhanh nhưng kỳ thật vừa đúng là chậm nửa nhịp trên xe ngựa lão sa phu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên mở mắt, bên trong con ngươi màu ám kim lập tức xuất hiện kim quang. là ai? hắn tức giận, là người đầu tiên nhận ra có cường giả đang ám sát vương tử tâm. động tác của hắn so với cố trường ca nhanh hơn, dù sao hắn cũng cách rất gần chỗ cung điện của vương tử tâm. quanh một tiếng, tiểu thư, hắn nhanh chóng xông vào trong điện, thấy vương tử tâm máu me khắp người không khỏi tức giận đến trách cả mí mắt, nộ khí ngập trời, bắt đầu cùng thân ảnh màu đen giao chiến, một trận đại chiến cấp độ đại thánh được triển khai bên trên bầu trời, trong nháy mắt kinh động đến tất cả mọi người. Thanh thế vô cùng to lớn. Cái gì? Tất cả tu sĩ vùng này đều sợ ngây người, vẻ mặt kinh hãi, cứng đờ tại chỗ. Rất nhanh, có người kịp phản ứng, cả người phát lạnh. Một vị tu sĩ vô cùng kinh khủng cấp bậc đại thánh cảnh đến ám sát nữ tử thần bí kia của Trường Sinh Vương gia, còn che đậy thiên cơ, che giấu tất cả mọi người. Nếu như không phải có động tĩnh lúc nãy, đoán chừng tất cả mọi người còn không biết. Thật là đáng sợ, là ai có thể làm ra chuyện này cơ chứ? Một vị đại thánh cảnh. Muốn giết một người trẻ tuổi, cả người bọn hắn đều run rẩy, càng khó tin hơn chính là chính là Vị nữ tử thần bí kia của vương gia vẫn còn sống, không có bị giết chết. Nàng đến cùng có thân phận như thế nào? Đúng là không dám tưởng tượng, đáng để một vị đại thánh ám sát, thậm chí ra tay ngay dưới mí mắt Trường Sinh Cố gia. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.